Thị trường chứng khoán Việt Nam đã mất gần 250 điểm chỉ trong vòng hơn một tháng, và hầu như các cái chỉ số giảm đến mức mà giảm sàn trong nhiều phiên liên tiếp, và gần như là không có phiên hồi hoặc là phiên hồi rất là ngắn. Phiên hồi thường không quá một ngày hoặc là 2 ngày, là chưa kịp là gì ạ, chưa kịp gọi là hồi qua quá cái thời gian là T cộng 3 thì đã gì ạ, đã lại tiếp tục giảm tiếp. Và đây là điều rất là khác thường, rất là bất thường với một cái thị trường tài chính. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó vẫn cứ xảy ra. Và ngay cả những cái người lạc quan nhất trong cái thị trường tài chính Việt Nam cũng không thể nào nghĩ được là nó lại giảm điểm kinh khủng như vậy. Và thị trường Việt Nam gọi là một trong, không phải một trong những thị trường giảm điểm sâu nhất thế giới, mà là thị trường giảm điểm sâu nhất thế giới trong liên tiếp nhiều phiên. Thì điều này dẫn đến tình trạng hoảng loạn của các nhà đầu tư, thậm chí mọi người chạy đi rút tiền ở một cái ngân hàng sờ cờ bờ gì đó, mà ngay cả khi họ chẳng hiểu cái ngân hàng đấy nó có vấn đề gì không. Nó chỉ vì có một cái mã chứng khoán tên là sờ cờ bờ đấy, nó bị cái phốt ABC do một số lãnh đạo của công ty bị bắt vì tội lừa đảo. Nhưng mà cái khổ cái mã sờ cờ bờ ở trên chứng khoán đấy, cái lãnh đạo của cái mã chứng khoán đấy, nó lại không phải cái ngân hàng sờ cờ bờ, thế mới hay. Nhưng mà sao ạ, nhưng mà ngày hôm qua Huy đi ngoài đường vẫn thấy mọi người xếp hàng để gì ạ, để rút tiền. Thế mình mới thấy rằng rất là nhiều người bị một cái tình trạng đấy là gì ạ, là làm mà không hiểu cái điều gì cả, không hiểu tại sao mình lại làm, chỉ có thấy người ta làm thì làm theo thôi, thấy người ta đi rút tiền thì cũng đổ xô đi rút tiền, sợ vì sao, sợ rủi ro mà không không có cái đánh giá. Thấy nó rất là buồn cười, nhưng mà thực tế nó vẫn là như vậy, thực tế nó vẫn đang xảy ra như vậy anh chị em ạ. Thế thì khi mà Huy là nhà đầu tư thì Huy cũng cũng nghiên cứu rất là nhiều, và đặc biệt là Huy rất thích cái phong cách đầu tư của ông Warren Buffett. Và Huy hiện nay thì cũng đang đầu tư nhưng mà với cái tinh thần của Warren Buffett. Thế thì chúng ta sẽ học được điều gì từ ông Warren Buffett trong cái giới đầu tư? Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ông Warren Buffett trước. Đó. Tên đầy đủ là Warren Edward Buffett. Đấy. Ông sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930, tức là tính đến nay ngày năm 2022 thì ông đang là một vị tỷ phú ở tuổi 92, và tài sản của ông vẫn tiếp tục tăng lên. Đấy. Ông sinh ra ở bang Omaha, thuộc thành phố Omaha, thuộc tiểu bang Nebraska của Hoa Kỳ. Và hiện nay ông vẫn đang nắm giữ vị trí CEO, giám đốc điều hành của tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway. Ông vẫn là người thuộc top 5 những người điều hành thành công nhất trên thế giới. Cũng là người thuộc top 5 có những người có khối tài sản lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Ông được gọi là nhà tiên tri xứ Omaha, hay nhà hiền triết xứ Omaha. Ông được gọi là người huyền thoại về giới đầu tư. Đồng thời, ông cũng là một trong những người làm từ thiện có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Ông đã từng nói rằng tôi sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình cho từ thiện. Từ khi mà còn rất là nhỏ thì ông Warren Buffett là con độc nhất của gia đình ông bà Howard Buffett, một người nghị sĩ đồng thời cũng là nhà môi giới chứng khoán có tiếng tăm. Cho nên ông Warren Buffett đã mua chứng khoán từ khi còn rất nhỏ. Từ khi ông 11 tuổi, ông đã bắt đầu sở hữu cái chứng khoán đầu tiên rồi. Khi mà ông còn nhỏ ấy, thì
Ông đã từng biết mua những cái chai nước ngọt của hàng tạp hóa của ông nội mình với giá 25 xu, sau đó bán lại dưới dạng lon ấy, cho người mua với giá 5 xu. Sau đó ông kinh doanh thêm các đồ vặt như kẹo cao su, bánh kẹo. 5 năm sau, năm 11 tuổi, ông đã bắt đầu dấn thân vào thị trường tài chính khi mà ông đi cùng với bố của mình và kinh doanh với số tiền kiếm được 175 đô một tháng. Khi đó thì ông ấy đã kiếm được cái số tiền nhiều hơn so với mức lương của cái người gọi là giáo viên dạy ông. Sau năm 11 tuổi thì ông còn làm những cái việc như là bán báo rồi làm những cái đồ thủ công nhỏ nhỏ để mà kiếm tiền. Và ông bắt đầu mua cổ phiếu năm 11 tuổi với 3 cổ phiếu công ty Sisley với trị giá là 38 đô một cổ phiếu. Tuy vậy thì giá cổ phiếu này đã giảm mạnh và ông này ông đã giữ cái cổ phiếu trong tay khi mà giá cao trở lại. Và cái phong cách gọi là đầu tư của Warren Buffett bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Đó là gì ạ? Là ông luôn giữ cái chứng khoán của mình rất là lâu. Và sau này thì ông ấy giữ cổ phiếu cho đến khi cổ phiếu này tăng lên giá là 200 đô thì ông mới bán. Năm 13 tuổi thì ông đã bắt đầu đầu tư vào việc bán xe đạp và điều hành một tuyến giao báo cho tòa soạn Washington với thù lao khoảng 35 đô và với mục đích là một năm sau sẽ thu về hơn 1.000 đô và hy vọng này đã trở thành sự thật. Hành trình theo đuổi ước mơ đam mê của ông vẫn tiếp tục khi cha của ông trúng vào nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ. Gia đình ông lúc đó chuyển lên thủ đô để sống và ông theo học ở trường Woodrow Wilson và tốt nghiệp năm 1947. Ông cùng người bạn mình hùn tiền tiết kiệm là mua một cái máy bắn bóng nhằm phục vụ được giải trí nhu cầu của người cắt tóc và thu về những kết quả rất là khả quan. Sau một tháng đầu tiên thì họ đã gọi là lấy lãi đủ để mà hoàn vốn. Nhưng ông thay vì ông dùng cái tiền đó để mua đồ chơi, mua mua những cái đồ mà ông ấy thích thì ông đã dùng cái tiền lãi đó tiếp tục đầu tư thêm một chiếc máy nữa. Và sau đó một tháng sau thì ông lại lãi thêm 2 cái máy nữa. Và thành ra là ông được có 4 cái máy và đặt ở các cái địa điểm khác nhau. Và một năm sau thì nhà đầu tư nhí này đã bỏ túi được hơn 1.000 đô sau thương vụ chuyển nhượng quyền trò chơi này. Sang tuổi thứ 16 thì Warren đã sở hữu được 53.000 đô thu về những cái vụ mua bán nhỏ lẻ suốt thời thơ ấu. Sự nghiệp của Warren Buffett bắt đầu từ khi ông trở thành nhân viên kinh doanh mảng đầu tư của bố mình. Đấy, năm 1951 và dấn thân vào cái hành trình theo đuổi học vấn và kinh nghiệm kinh doanh. Chỉ sau 2 năm thì ông đã quyết định chuyển hướng sang một ngôi trường gần nhà hơn, đấy là và ra trường với tấm bằng thạc sĩ đại học Nebraska Lincoln. Và công ty đầu tiên trong sự nghiệp của ông chính là Buffett Phone Co. tại Omaha, tức là công ty của bố. Cuối cùng trong cái quá trình làm việc tại đây thì Warren Buffett không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức đầu tư kinh doanh của mình từ sách vở cho tới những khóa học. Thế tình cờ ông nghe giảng tại đại học Dale Carnegie, ông đã giúp ông tôi luyện thêm khả năng đứng lớp cũng như sự tự tin vào chuyên môn của bản thân của mình. Với tấm bằng thạc sĩ kinh tế của ông đã mạnh dạn mở ra lớp học đầu tư trong buổi tối cho những học viên đam mê bộ môn này. Bên cạnh đó củng cố thêm năng lực sư phạm của mình và qua quá trình trau dồi cũng như giúp ông nhận ra được những chân lý đầu tư của bản thân. Những chân lý đầu tư này đã theo ông suốt chặng đường sau này của sự nghiệp và gây dựng lên được một sự hùng mạnh của đế chế Berkshire Hathaway.
Chân lý đó có tên là đầu tư giá trị, được chắt lọc từ cuốn sách có tên là The Intelligent Investor, tức là nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham. Graham là một nhà đầu tư tài năng của Mỹ và ngay lập tức đã trở thành thần tượng của ông và khởi phát trong những ý niệm trong người thanh niên trẻ này. Đó là được làm việc cùng với thần tượng cũng như cha đẻ trong cuốn sách này. Sau nhiều lần thẳng thắn bị từ chối bởi Graham với lý do là ông không phải là người gốc Do Thái, thì cuối cùng ông cũng được nhận vào làm tại công ty Graham Newman Corp với vai trò là chuyên viên phân tích trong 2 năm với mức lương khởi điểm 12.000 đô một năm. Trong suốt quá trình làm việc này, ông học hỏi được rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ người thầy của mình. Chính ông cũng thừa nhận rằng những tư tưởng đầu tư của Warren Buffett bị ảnh hưởng tới 85% của Benjamin Graham. Đó. Và năm 1956, ông Graham quyết định đóng cửa công ty của mình với mong muốn tập trung để an hưởng tuổi già, yên tĩnh, yên bình tại quê nhà. Với vốn kinh nghiệm ít ỏi được tích lũy khi ông làm việc cùng Graham, ông đã từ giã sự nghiệp đi làm thuê và chính thức thành lập công ty mang tên Buffett Partnership tại quê nhà Omaha với tổng số vốn tích lũy lên hơn 100.000 đô. Và sau một năm, sự nghiệp của Warren Buffett đã lên cao như diều gặp gió. Công ty của ông tăng lợi nhuận lên đến 1.000%. Với tổng giá trị quy đổi lên đến 44 triệu đô la. Tới năm 1968 thì tổng tài sản của ông lên đến 104 triệu đô la. Sau một năm chính thức thành lập công ty thì ông đã trở thành giám đốc điều hành tới 3 công ty. Chỉ sau một năm đó nữa thì khi con út ông ra đời thì ông đã là giám đốc điều hành của 5 công ty. Và cũng trong thời gian này ông dùng cái số tiền tích lũy của mình để mua về một căn nhà trị giá 31.000 đô. Và đây cũng được xem là căn nhà mà ông gắn bó lâu nhất, ngay cả khi trở thành người giàu có nhất hành tinh với hàng tỷ đô la. Và ông từng nói rằng đây là cái căn nhà mà đây cũng là khoản đầu tư mà lợi nhuận cao nhất, bởi vì đã có những người đã trả hơn 13 triệu đô để mà mua lại căn nhà của ông, trong khi ông bỏ ra có bao nhiêu ạ? Có 31.000 đô. Thực sự là một cái khoản đầu tư siêu lợi nhuận, đúng không ạ? Và ông đã thuộc về top những cái người giàu có nhất hành tinh ở tuổi 32. 32 ông đã trở thành những người thuộc top những người giàu có nhất rồi. Và tiền bạc liên tục đến với ông, và công ty của ông cũng liên tục tăng trưởng và thành công. Thế thì những cái thành công của ông ấy đến từ những cái việc đầu tư và đầu tư giá trị. Vậy thì đầu tư giá trị là gì ạ? Đây là gọi là công ty mà ông đang đầu tư vào. Chúng ta có thể nhìn thấy là Apple, đúng không ạ? Là một lượng đầu tư rất lớn. Bank of America là một cái công ty về ngân hàng của Mỹ. Coca-Cola, anh chị em biết rồi. Cái công ty về American Express là cái thẻ tín dụng. Đấy, Wells Fargo hoặc là một số công ty khác. Đó. Rồi. Thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái bài học mà Warren Buffett mang lại cho chúng ta. Thứ nhất, bài học về làm chủ thời gian. Warren Buffett thì luôn gạt bỏ sự bận rộn. Ông tôn trọng và làm theo cái nguyên tắc là 80-20. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ông biết rằng 20% những cái công việc giá trị nhất sẽ mang lại 80% cái lợi nhuận của mình. Cho nên ông không có những cái cuộc họp vô bổ kéo dài. Ông không làm việc, không trả lời báo chí, cũng không phỏng vấn với các báo chí. Ông cũng loại bỏ đi những cái việc mà khiến cho ông không cần thiết. Ông cũng không đọc những cái bảng gọi là cái bảng chỉ số chứng khoán. Đấy. Ông không tập trung vào những cái thứ kỹ thuật nhỏ nhỏ. Mà việc của ông đó là gì ạ? Là đầu tư vào giá trị. Đó. Thêm vào nữa, đó là ông chỉ làm việc với những người mà ông cảm thấy có thể làm việc cùng nhau
mãi mãi. À, đây là một cái nguyên tắc đầu tư của Warren. Mỗi khi mà ông định mua lại một công ty nào đó, thì ông không tập trung vào những cái chỉ số của công ty đó, bởi vì hầu hết những cái công ty mà ông mua lại thì đều là những cái công ty mà đang làm ăn gọi là thua lỗ. Sau khi mà ông đọc hết những cái báo cáo tài chính thì ông quên nó hết đi. Và ông ngồi ông hỏi ông ấy rằng là ông có thích làm việc với những cái người này trọn đời hay không? Ông có thích làm bạn với những cái người này trọn đời không? Những người này đấy là những người mà đang điều hành công ty ấy. Đấy, thì ông có thích làm việc với những người đó trọn đời hay không? Nếu mà ông thích làm việc với người đó trọn đời thì ông mới đặt tiền ra quyết định để mà mua. Và ông có một nguyên tắc đầu tư, đó là ông mới không thương lượng. Sau khi ông xác định là mua công ty đó thì ông nói luôn với kỳ vọng với cả những cái người chủ công ty. Ông nói rằng tôi muốn mua công ty hoặc tôi muốn mua cổ phần của công ty với giá trị từ này. Đó. Và nếu họ đồng ý thì sẽ ký hợp đồng và sẽ mua, kết hợp. Còn nếu mà không thì cũng không sao cả. Ông ấy không thương lượng, không tăng giảm. Cái giá ông đưa ra thường là cái giá chính xác và mọi người đều vui. Và thêm một điều nữa, đó là ông luôn luôn để mọi thứ ở trạng thái đơn giản nhất có thể. Trong phòng làm việc của ông thì không có máy tính. Ông không làm việc với máy tính. Điện thoại của ông thì cũng là cái điện thoại rất là bình thường, cũng không phải điện thoại thông minh cao cấp. Và tất cả những cái cuộc sống của ông cũng đều là cái cuộc sống rất đơn giản. Ông không cố gắng bắt kịp xu hướng công nghệ, tức là ông không chạy đua theo công nghệ. Tức là rất nhiều người khi mà điện thoại mới ra thì mình phải mua hoặc là mua những cái đồ công nghệ này mới để mà mình sử dụng. Nhưng với cái phong cách của ông thì là phong cách rất là đơn giản. Ông ở một cái ngôi nhà phần lớn thời gian cuộc đời của mình. Ông đi một cái xe gọi là 20 mấy năm trời, cho tới khi mà con của ông gọi là mua một cái xe mới và bắt ông đi. Còn ông vẫn đi cái xe cũ. Mặc dù ông là tỷ phú đô la với rất nhiều tiền. Ông đeo một cái đồng hồ Mickey, đồng hồ chuột Mickey trong nhiều năm trời. Mua cái đồng hồ nó khoảng độ trên $100. Đấy. Và ông đeo nó nhiều năm trời. Phong cách ăn mặc của ông rất là đơn giản, cũng là rất là giản dị. Đó. Thì ông không phải là cái người mà có cái phong cách sống xa hoa, xa xỉ. Ông rất là thích cái việc mà tiết kiệm. Và tất cả những cái số tiền ông kiếm được thì ông đều đem đi làm từ thiện. Ông là một cái nhà từ thiện nổi tiếng trên thế giới và ông đã làm từ thiện hàng chục tỷ đô. Nên chị em tưởng tượng, ông đã làm từ thiện hàng chục tỷ đô. Nếu mà ông không bỏ tiền ra làm từ thiện ấy, có lẽ cái số tiền mà ông ấy kiếm được đến bây giờ ấy, nó còn nhiều hơn rất nhiều so với con số hơn 100 tỷ đô và xếp thứ 5 những cái tỷ phú giàu nhất trên thế giới. Ông có thể là những người ông có thể là tỷ phú số 1 trên thế giới trong vòng nhiều năm liên tiếp nếu như mà ông không rút ra phần lớn tiền của ông để làm từ thiện. Cho nên ông ấy có một nguyên tắc, đó là gì ạ? Càng nhàn thì càng giàu có, càng bận rộn thì càng nghèo khó. Cho nên nếu mà chúng ta hiện nay chúng ta còn đang rất là bận rộn thì chúng ta cứ nhìn lại xem có phải là chúng ta vẫn chưa giàu, đúng không ạ? Đấy, để mà thành công và giàu có thì chúng ta phải học cách trở nên nhàn hơn. Và nhàn hơn không phải chỉ đơn giản là không làm gì cả, mà phải làm những thứ có giá trị, đúng không ạ? Một số cái bài học khác nữa trong đầu tư của ông Warren Buffett khi mà kinh tế suy thoái. Ví dụ như là trong cái giai đoạn này, nền kinh tế toàn cầu cũng như là kinh tế Việt Nam đang suy thoái, thì ông nói rằng là gì ạ? Mình phải phân biệt giữa đánh bạc và đầu tư. Đánh bạc tức là gì ạ? Khi mà mình dựa vào may rủi, hên xui. Nhưng đầu tư đó là mình phải gì ạ? Mình phải hiểu về những gì mà mình đang gì ạ? Đầu tư. Mình phải đầu tư vào những thứ mà mình am hiểu. Có một người hỏi Warren như này. Này ông già, tại sao cái phong cách
đầu tư của ông dễ như thế mà tại sao mà mọi người không học theo? Thì ông chỉ nói rằng bởi vì tôi thích đầu tư chậm, còn mọi người thích đầu tư nhanh, tức là mọi người thích kiếm tiền nhanh, còn tôi thì kiếm tiền chậm. Đó. Thêm cái điều nữa, đó là gì ạ? Có một người hỏi ông rằng ông ơi, tôi đang muốn mua cái cổ phiếu này thì ông theo ông thì có nên mua hay không? Đấy. Thì ông này ông chỉ nói một câu này. Bạn không nên đầu tư vào những cổ phiếu hoặc là những cái công ty mà bạn không hiểu rõ nó. Vì vậy, ông nói rằng hãy đầu tư vào những cái cổ phiếu mà mình thực sự nắm rõ và hãy tin tưởng vào chính mình, chứ đừng nghe những cái lời tư vấn hay là những cái lời gọi là phân tích từ những người khác. Thay vì mình lắng nghe những cái chuyên gia thì mày hãy tự mình tìm hiểu, hãy biến mình trở thành chuyên gia. Những cái giai đoạn đầu khi mà ông Warren Buffett bước chân vào giới đầu tư thì khi đó ông dành thời gian, phần lớn thời gian để đọc tất cả những cái báo cáo của những công ty đang niêm yết ở trên sàn chứng khoán. Và ông nghiên cứu rất kỹ tất cả những cái báo cáo về dòng tiền, báo cáo về tài chính của những công ty này. Đấy, tự ông ấy tìm hiểu tất cả và tin tưởng vào chính mình. Đó. Đặc biệt khi mà nền kinh tế suy thoái thì Warren Buffett cũng có chia sẻ với một tờ báo New York Times, ông nói rằng đừng suốt ngày nhìn bảng cái bảng chỉ số, đừng suốt ngày nhìn cái bảng chỉ số. Bởi vì sao ạ? Nó sẽ làm cho bạn lo lắng thêm và khi đó bạn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vì nhà đầu tư mà bị cảm xúc kiểm soát ấy thì khi đó bạn sẽ mắc những cái sai lầm cơ bản. Và hầu hết những người mà đầu tư theo cảm xúc thì đều thất bại. Vì vậy, thay vì chúng ta suốt ngày nhìn vào cái bảng bảng chỉ số ấy, thì chúng ta hãy quên nó đi và làm cái việc khác. Khi mà nền kinh tế suy thoái thì chúng ta không nên bán, cũng chẳng nên mua. Không nên mua bán trong khi mà nền kinh tế đang không ổn định. Khi mà hệ thống chứng khoán đang không ổn định. Và việc của chúng ta lúc đó là án binh bất động và chờ cho đến khi mà gì ạ, giai đoạn sau cái quá trình sau cái quá trình hỗn loạn đó thì khi đó chúng ta mới quay trở lại để mà gì ạ, để mà mua hoặc bán bất kể điều gì. Thêm một điều nữa khi mà Warren chia sẻ trong cái quá trình suy thoái kinh tế thì ông nói rằng suy thoái kinh tế chính là người bạn của những nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư giá trị hay là những nhà đầu tư dài hạn. Bởi vì sao ạ? Đây là lúc mà cơ hội để ông ấy mua vào, cơ hội để chúng ta có thể mua vào với cái giá hợp lý. Những cái công ty chứng những cái cổ phiếu giá trị ở những cái công ty tốt thì làm sao ạ? Thì thường rất là cao. Và khi mà thị trường giảm điểm thì khi đó chúng ta có cơ hội mua vào những cái cổ phiếu tốt với giá rẻ hơn. Cho nên khi mà thị trường chứng khoán mà khủng hoảng thì đây là cơ hội cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cuối cái quá trình khủng hoảng này thì các cái thị trường chứng khoán nó sẽ điều chỉnh lại ở mức giá và khi đó nó sẽ đi ngang, nó sẽ ổn định ở một cái mức giá thấp. Và đấy là lúc mà họ sẽ mua vào. Tức là sau cái quá trình hỗn loạn này thì thị trường chứng khoán nó sẽ đi vào cái trạng thái là bình ổn nhưng mà ở cái mức giá mới. Và đây là cái điều kiện thuận lợi cho những nhà đầu tư lâu dài. Đúng không ạ? Rồi. Năm cái bí kíp để chọn cổ phiếu của ông Warren Buffett khi mà ông ấy chia sẻ để cho một cái hội nghị giao lưu thì ông ấy nói rằng năm cái bí kíp của tôi khi mà lựa chọn các cái cổ phiếu. Thứ nhất, đó là đọc nhiều. Ông đọc rất là nhiều tin tức và phần lớn thời gian của ông đó là đọc. Ông đọc sách, đọc tin tức, đọc những cái mỗi ngày ông thường đọc 5 tờ báo và trung bình ông đọc 500 trang sách mỗi ngày. Ông dành 80% thời gian của ông vào việc đọc.
Và ông nói rằng đọc sách giúp chúng ta nâng cao cái giá trị của bản thân. Và giá trị của bản thân đó là cái khoản đầu tư có lợi nhất. Và ông nói rằng cái khoản đầu tư giá trị nhất trong cuộc đời của ông đó là đầu tư vào chính bản thân mình. Bởi vì khi mà ông có nhiều kiến thức ấy, ông nói rằng kiến thức thì nó đang tích lũy, kiến thức nó sẽ tích lũy dần dần. Chúng ta không thể tích lũy kiến thức trong vòng 1 ngày, 2 ngày được. Tích lũy sẽ kiến thức dần dần, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Và sau khi chúng ta tích lũy đủ một cái lượng kiến thức nào đó rồi ấy, thì chúng ta sẽ ra những quyết định đúng đắn hơn. Và đấy là bí kíp thành công của tôi. Bí kíp quan trọng nhất đó là đọc nhiều. Đúng không ạ? Bí kíp thứ hai để mà lựa chọn một cái cổ phiếu đó là gì ạ? Tôn trọng cái vòng năng lực của mình. À, ông ấy không đầu tư quá nhiều các ngành nghề khác nhau. Ông chỉ đầu tư tập trung một số cái ngành nghề nhất định mà thôi. Mặc dù công ty Berkshire Hathaway hiện nay sở hữu đến 62 doanh nghiệp khác nhau, nhưng phần lớn các doanh nghiệp đó đều thuộc một số ngành nghề mà Warren Buffett thực sự thấu hiểu. Ông không đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà ông không có sự hiểu biết. Đấy, ông chỉ đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà ông thực sự hiểu rõ nó thôi. Đấy. Và cái thứ ba đó là ông tìm kiếm những cái giá trị. Ông tìm kiếm những cái giá trị tốt, những cái cổ phiếu tốt đến từ những công ty tốt. Cho nên cái phong cách đầu tư của Warren Buffett đó là phong cách đầu tư đó là gì ạ? Đầu tư vào giá trị. Ông không nhìn cái bảng điểm, không phân tích những cái gì ạ? Những cái sự tăng giảm của cổ phiếu đó. Ông không quan tâm đến cái việc tăng giảm cổ phiếu. Mà ông luôn nghĩ về cổ phiếu giống như nghĩ về doanh nghiệp, tức là gì ạ? Ông ấy không mua cổ phiếu mà ông mua cái doanh nghiệp. Ông lựa chọn những doanh nghiệp mà có những người điều hành tốt, chính trực và lâu dài để mà ông ấy đầu tư. Ông đầu tư vào doanh nghiệp và đầu tư vào con người ở trong doanh nghiệp đó. Đấy. Chứ không có tập trung vào cái việc mà xem là chỉ số chứng khoán hôm nay nó lên nó xuống. Kể cả nó xuống thì ông lại gì ạ? Ông lại càng mừng, ông càng mua vào. Giống như là cái cổ phiếu gần đây nhất, ông đang mua vào một cái cổ phiếu của công ty dầu khí của Mỹ. Thì trong vòng 2 tháng, trong vòng 6 tháng, ông đã mua vào hơn 10 tỷ đô. Hơn 10 tỷ đô chứng khoán của công ty dầu khí này. Và điều kỳ lạ rằng ông ấy mua vào hơn 10 tỷ đô cái chứng khoán công ty dầu khí này. Thì sau khi mà ông mua xong thì ông đã lãi thêm 4 tỷ đô rồi. Chỉ có mỗi mua vào trong vòng 6 tháng đã lãi thêm 4 tỷ đô rồi. Tức là lãi thêm 40% rồi. Và ông vẫn không dừng lại với việc mua vào. Và cổ phiếu của cái công ty dầu khí đó đã tăng 90% trong năm qua. Đấy. Và một cái điều đặc biệt bây giờ đó là thị trường chứng khoán Mỹ ấy, là mỗi khi là ông ấy mua cái công ty nào ấy thì ngay lập tức mọi người đều mua theo. Đấy. Cứ mỗi khi ông ấy mua cổ phiếu của công ty nào ấy, thì mọi người là gì ạ? Đổ xô vào mua theo cái công ty đấy. Gần như ông ấy là cái người cá mập dẫn dắt thị trường luôn. Đầu tư 10 tỷ đô vào một cái công ty thì anh chị em nghĩ xem ạ. Nó sẽ là một cái cú hích thị trường cho cái công ty đấy, chứng khoán công ty đó tăng trưởng rất là lớn luôn. Đấy. Đồng thời, ông giữ khoản đầu tư của ông ấy hàng thập kỷ. Ông ấy nói rằng cái thời hạn để giữ một cái chứng khoán ấy, tốt nhất, cái thời hạn để giữ một chứng khoán tốt nhất đó là mãi mãi. Tức là gì ạ? Không bao giờ bán cái chứng khoán mà ông ấy mua hết. Thế thì ông ấy mua vào mà không bán ra thì tiền ông lấy ở đâu ạ? À, tất cả những cái tiền của ông ấy đến từ gì ạ? Đến từ những cái cổ tức của công ty. Những cái công ty sau khi mà chúng ta trở thành cổ đông của công ty ấy, thì hàng năm công ty đó sẽ làm ăn và có lãi. Và khi mà làm ăn có lãi thì làm sao ạ? Thì họ sẽ trả cổ tức. Đấy. Và ông lại tiếp tục lấy cổ tức đó để ông mua cổ phiếu tiếp. Chứ ông không có bán cổ phiếu của ông ấy. Anh em tưởng tượng không ạ? Tức là chỉ mua cổ phiếu từ cái cổ tức của mình thôi. Ngoài ra thì cái công ty Berkshire Hathaway của ông ấy, nó là một cái quỹ đầu tư. Mọi người rất là tin tưởng vào ông ấy. Cho nên là mọi người gì ạ? Đầu tư tiền vào cái quỹ của ông ấy.
đầu tư cổ phiếu vào trong cái quỹ của ông ấy. Và những cái người đầu tư vào trong cái quỹ, cái công ty Berkshire Hathaway của ông ấy, thì họ cũng là gì ạ? Họ cũng tôn trọng và cũng đi theo cái con đường của ông ấy, đấy là đầu tư giá trị, đầu tư dài hạn. Họ không quan tâm đến là thị trường chứng khoán lên hay xuống, và họ gì ạ? Họ đầu tư để lấy lãi, để lấy cái cổ tức hàng năm. Đúng không ạ? Đó. Giống như là cái việc mà chúng ta mua một cái căn nhà mặt phố xong chúng ta cho thuê ấy, thì ở đây cũng vậy. Ở đây là chúng ta mua cổ phiếu, sau đó là chúng ta chờ chờ là gì ạ? Chờ nó mang lại cái lợi ích về mặt cổ tức, về mặt giá trị của công ty. Khi mà công ty làm ăn có lãi thì họ sẽ chia cổ tức cho các cổ đông. Thì khi đó chúng ta sẽ được hưởng cái giá trị. Và điều này có thể giúp cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, ngay cả khi chúng ta không đủ tiền mua một cái nhà mặt phố để cho thuê, chúng ta có khoảng 100 triệu thôi, chúng ta có thể đầu tư vào các cái công ty mà có cái khả năng làm ăn tốt, và hàng năm chúng ta nhận cổ tức từ đó. Nếu mà 100 triệu này chúng ta gửi ngân hàng thì ngân hàng giai đoạn này ấy, là cái tỷ cái lãi suất rất là cao, có thể lên đến 9%, nhưng mà trước đấy ấy, thì nó chỉ có 7% trong vòng rất là nhiều năm, đúng không ạ? Nhưng mà đầu tư vào các công ty ấy, thì cái tỷ lệ lợi nhuận nó phải cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như là Vingroup, ví dụ như là một số công ty hàng đầu Việt Nam, thì cái tỷ lệ chia chia cổ tức hàng năm của công ty này nó có thể lên đến 30 đến 35%. Tức là gì ạ? Thay vì mình gửi ngân hàng thì mình đầu tư vào các công ty tốt thì chúng ta có thể mang lại cái lợi nhuận gấp nhiều lần so với ngân hàng. Đấy, và sau đó thì mình lấy cái tiền lãi đó mình tiếp tục đầu tư mua tiếp, mua tiếp, mua tiếp. Đó, và dùng cái khoản lãi của công ty này thì mua cái chứng khoán công ty kia, và sau 5 năm, sau 10 năm thì chúng ta sẽ có một cái khoản đầu tư rất là lớn. Đồng thời sao ạ? Đồng thời cái giá trị của cái cổ phiếu công ty đó nó cũng tăng lên. Nó giống như là bất động sản vậy. Bất động sản là gì ạ? Nó có hai cái, một là dòng tiền cho thuê, hai là gì ạ? Hai là cái giá trị của cái miếng đất đấy nó tăng trưởng. Đúng không ạ? Đấy, thì thằng cổ phiếu của những công ty tốt nó cũng tương tự như vậy. Đấy, và chúng ta thay vì chúng ta mua một cái nhà mặt phố thì chúng ta phải mua cổ phiếu để chúng ta giữ. Khi nào mà chúng ta cần tiền một cách gọi là rất là gấp thì lúc đó chúng ta mới nghĩ cái việc bán cổ phiếu. Tuy nhiên thì với phong cách đầu tư của Warren Buffett thì gần như là không bao giờ ông ấy thiếu tiền cả. Lúc nào ông cũng cũng có tiền để ông ấy mua thêm. Đấy ạ. Bốn nguyên tắc giúp thành công của Warren Buffett đó là gì ạ? Đó là hãy tìm cái công việc mà mang lại cho bạn cái niềm đam mê. Tức là hãy làm những công việc nào mà bạn thực sự yêu thích nó, đắm chìm trong nó, nghiên cứu nó hàng ngày, hàng giờ. Ví dụ ông có kể câu chuyện như này. Đó là khi mà ông định đầu tư vào một cái công ty nào đó thì ông không chỉ tìm cái công ty đó mà ông còn tìm tất cả những công ty mà liên quan đến công ty đó. Ví dụ như là trên thị trường có 10 công ty và ông định đầu tư cùng một cái ngành nghề nhé, cùng ngành nghề. Thì ông định đầu tư vào một công ty A, công ty số 1 này. Thì ông ấy sẽ gì ạ? Ông sẽ nghiên cứu tất cả 9 công ty còn lại. Đấy. Khi mà mình làm việc với niềm đam mê ấy, thì mình không chỉ tìm hiểu một thứ mà mình sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh cái công việc của mình. Đấy. Tại sao ông mỗi ngày ông đọc rất nhiều sách? Bởi vì xung quanh cái ngành nghề của ông ấy thì có rất nhiều sách để mà ông nghiên cứu, để ông đọc. Và thậm chí những người viết sách thì không giàu bằng ông ấy, đúng không ạ? Những cái tác giả viết sách thì không giàu bằng ông ấy. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà ông vẫn đọc sách, ông vẫn tôn trọng và những cái tác giả vẫn rất thích thú khi đọc những cuốn sách đó. Đó. Thế thì nếu như mà bạn chưa tìm thấy cái công việc khiến cho bạn thực sự đam mê thì hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng có dừng lại, đúng không ạ? Cái nguyên tắc giúp thứ hai giúp cho ông thành công đó là gì ạ? Chăm sóc tốt cho bản thân. Ông luôn luôn dành cái phần quan trọng nhất cho bản thân trước, tức là gì ạ? Cái khoản đầu tư lớn nhất và khoản đầu tư quan trọng nhất đó là gì ạ? Đầu tư vào bản thân. Đầu tư thì
Đầu tư bản thân thì với ông thì có hai khoản đầu tư quan trọng, đó một ba khoản đầu tư quan trọng, đó là một đầu tư vào gì ạ? Vào trí óc của mình bằng cách đọc sách rất là nhiều. Thứ hai, đầu tư vào cơ thể hay là đầu tư vào sức khỏe của mình. Đó là lý do tại sao mà ông ấy đã 92 tuổi vẫn làm CEO, vẫn là những người một trong những người giàu nhất trên thế giới và tài sản của ông ấy vẫn tiếp tục tăng. Đúng không ạ? Cái thứ ba nữa đó là gì ạ? Đó là đầu tư vào những cái mối quan hệ. Và ông ấy nói rằng tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với ông ấy tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà những cái mối quan hệ xung quanh thì mới ý nghĩa. Ở đây ý của ông ấy nói rằng là gì ạ? Là sự giàu có của ông ấy là không được đo lường bằng tiền bạc. Mà ông ấy đo lường bằng số lượng những mối quan hệ ở xung quanh. Ông ấy nói rằng thật là buồn nếu mà có tiền nhưng không có những người thực sự yêu quý mình, thực sự gần gũi mình ở xung quanh. Bao nhiêu người yêu quý bạn, bao nhiêu người ở bên cạnh bạn khi bạn ở khó khăn, khi bạn gặp khó khăn thì đấy mới chứng tỏ bạn là người giàu có hay là người nghèo, chứ không phải số tiền bạn kiếm được, không phải số tiền bạn có ở trong tài khoản. Đấy. Cho nên đầu tư vào mối quan hệ mới chính là thứ mà ông ấy quan tâm nhiều nhất. Đó. Ông có rất nhiều những người bạn thâm giao, những người bạn mà có thể đi cùng với ông 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Và hơn 6 trên 60 năm cuộc đời trong cái giới đầu tư từ khi ông trở thành triệu phú, đa triệu phú đô la. Đấy. Thì hầu hết những người mà đã là đối tác của ông ấy thì trở thành đối tác trọn đời. Những cái người giám đốc điều hành những cái công ty mà ông ấy mua lại trước đây ấy, thì sau này vẫn là những người bạn thâm giao của ông ấy. Và những người này thì đều rất thành công. Và ông ấy có khả năng nhìn người rất là xuất sắc luôn. Đấy. Ông nhìn những người nào ấy mà bây giờ họ chưa thành công, nhưng ông nhìn thấy tương lai của họ. Và hầu hết những cái người mà ông nhìn chúng thì sau này họ đều là những người rất thành công. Và thêm một điều nữa, hầu hết mọi người đều rất thích bán công ty cho ông Warren Buffett. Tức là ông ấy sẽ không mua hết cổ phần mà ông sẽ mua một phần lớn, ví dụ trên 50% để giữ cái vai trò gọi là gì ạ, kiểm soát cái công ty đó. Nhưng mà ông vẫn để những cái người đó tiếp tục điều hành cái công ty. Và ông để người đó điều hành công ty mãi mãi, tức là không bao giờ ông đẩy họ ra, không bao giờ ông tìm cách để mà thôn tính họ. Ông mua cổ phiếu công ty, những cái công ty đang thua lỗ, sau đó là gì ạ? Sau đó là ông giúp cho công ty đó trở thành công ty vĩ đại. Đấy. Thì những cái người mà đồng hành với cả Warren Buffett ấy thì họ vẫn được làm trong công ty của họ, công ty mà họ tạo ra, cái đứa con tinh thần của họ. Đấy, chỉ có điều là gì ạ? Chỉ có điều là họ được sự hỗ trợ rất nhiều từ cái bậc thầy trí tuệ của ông Warren Buffett. Ông sẽ tư vấn cho họ những cái chiến lược kinh doanh, ông sẽ giúp đỡ cho họ những cái mối quan hệ, ông sẽ giúp đỡ cho họ những cái chiến lược, những cái con đường đi. Đấy. Và ông giúp cho họ những cái hệ sinh thái, bởi vì ông có rất nhiều công ty. Đấy. Cho nên một cái công ty này bình thường có thể bán hàng rất là khó, nhưng mà khi mà vào hệ sinh thái của Warren Buffett ấy thì tự nhiên ấy là họ sẽ bán hàng rất là dễ, bởi vì bán hàng cho 61 cái công ty còn lại thôi thì đã là gì ạ? Đã là một doanh số rất khủng rồi. Chưa kể là số lượng nhân viên của ông ấy hiện nay là có hơn 400.000. 400.000 nhân viên anh chị em nhé. Không phải là cái con số 40.000 hay là 4.000 nhân viên đâu. Tổng số nhân viên trong số những công ty mà ông ấy nắm cái quyền gọi là chi phối á, thì hiện nay số nhân viên của ông ấy là dưới là hơn 400.000 nhân viên. Nhưng anh chị em biết điều gì không? Cái tổng hành dinh của ông ấy, tổng bộ của ông ấy là cái công ty Berkshire Hathaway đặt ở Omaha ấy, chỉ có 20 nhân viên mà thôi. 20 nhân viên này điều hành 400.000 nhân viên còn lại. Anh chị em thấy kinh khủng không ạ? Đấy, một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Đấy, và hiện nay thì vốn hóa của công ty Berkshire Hathaway nó rơi vào gần 1.000 tỷ đô. Gần 1.000 tỷ đô. Và nó chỉ đứng sau là gì ạ? Apple, Amazon, Tesla,
Microsoft và Google mà thôi. Đấy, Facebook nữa. Nó chỉ đứng sau những cái công ty hàng đầu thế giới thôi. Đấy. Thì đó là cái yếu tố mà ông ấy đã thành công. Và một cái điều kiện nữa, một quy luật nữa của ông đó là gì ạ? Đầu tư vào tình yêu vô điều kiện. Tức là sao ạ? Ông là một trong những cái người mà cho đi rất là nhiều và yêu thương không cần phải điều kiện gì cả. Đó, tình yêu của ông ấy dành cho người vợ của mình, dành cho những đứa con của mình, dành cho những cái người xung quanh của mình. Và ông không đòi hỏi gì hết. Ông cho đi phần lớn tài sản của mình và luôn luôn muốn tìm cách nào đó để giúp đỡ những cái người xung quanh. Cho nên ông được coi là một cái người cố vấn, là người cha, là người thầy, là người truyền cảm hứng cho rất là nhiều thế hệ những cái người mà ở xung quanh ông và cả trên thế giới nữa. Thêm một số những cái bài học nữa, đó là có 7 cái cổ phiếu chiếm hơn 80% danh mục của Warren Buffett. Tức là ông ấy đầu tư đến 62 cái công ty, sở hữu 62 công ty. Nhưng mà thực tế là chỉ có 7 công ty chiếm 80% cái danh mục đầu tư của Warren. Thứ nhất, đấy là ông đầu tư vào Apple với 41,4% cái danh mục đầu tư của ông ấy. Tức là số tiền của ông ấy đầu tư vào Apple. Và thực tế Apple đang là công ty có vốn hóa lớn nhất trên toàn cầu. Và nó là công ty gọi là đầu tiên trong lịch sử có thể đạt được cái cột mốc 1.000 tỷ đô và 2.000 tỷ đô và 3.000 tỷ đô thì đều là gì ạ? Đều là Apple cả. Đấy. Cái thứ hai, đấy là ông đầu tư vào Bank of America, tức là gì ạ? Vào ngân hàng của Mỹ. Đấy. Ngân hàng quốc gia Mỹ với 10% cái giá trị đầu tư của công ty. Cái số 3, đấy là Coca-Cola. Ông là một người rất thích uống Coca-Cola. Một ngày ông có thể uống 4 đến 5 chai Coca-Cola. Và ông cũng đồng hành với Coca-Cola từ rất là sớm. Đó. Coca-Cola thì phát triển trên toàn cầu. Ông ấy nói rằng những cái công ty mà phát triển trên toàn cầu ấy thì nó sẽ rất khó để mà thất bại. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái thị trường này nó có thể gặp khó khăn nhưng thị trường khác nó lại phát triển, cho nên nó sẽ bù đắp với nhau. Cho nên là ông rất thích làm việc với những công ty mà phát triển trên toàn cầu. Tiếp theo nữa là American Express, tức là cái công ty mà phát hành cái thẻ American ấy. Đấy. Thì đây cũng là cái công ty toàn cầu. Rồi tiếp theo đó là cái công ty dầu khí Chevron. Đấy, Chevron. Tiếp theo nữa là cái công ty mà sản xuất cái sốt cà chua ấy, Kraft Heinz. Đấy. Và cuối cùng là công ty dầu khí Occidental Petroleum. Thì cái công ty này mà ông ấy vừa mới đầu tư 10 tỷ đô vào năm 2022 ấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, ông đã đầu tư 10 tỷ đô vào công ty này. Và công ty cổ phiếu công ty này đã tăng trưởng đến 90% và giúp ông thu về hơn 4 tỷ đô. Đấy. Đầu tư xong là có lãi luôn. Rồi. Anh chị em biết cổ phiếu của Berkshire Hathaway có giá đắt cỡ nào không ạ? Một cổ phiếu của Berkshire Hathaway hiện nay, Huy vừa mới check cái cổ phiếu của Berkshire Hathaway ngày hôm nay với cái giá là bao nhiêu ạ? 397.890 đô, tức là gần 400.000 đô một cổ phiếu anh chị ạ. Anh chị em tưởng tượng có cổ phiếu mà lên đến gần 400.000 đô không ạ? Một cổ phiếu của Berkshire Hathaway có thể mua được bao nhiêu ạ? Có thể mua được 197.000 cái vé sổ số Mega Million, khoảng 2 đô một vé. Có thể mua được 2.925 cổ phiếu của Apple với giá là khoảng 136 đô. Mua được một chiếc McLaren với cái giá là 284.000 đô. Mua một chiếc ru thuyền Versailles dài gần 16 mét, giá là 250.000 đô. 5 năm đại học ở Đại học Chicago với học phí 57.000 đô một năm. Hai căn nhà tại West Virginia, Mỹ với giá là 166.000 đô. Đó là một căn trung bình. Đấy.
Tại sao cái cổ phiếu của Berkshire Hathaway nó lại cao như vậy ạ? Bởi vì cái chiến lược của ông đó là không phát hành thêm cổ phiếu. Cổ phiếu của Berkshire Hathaway nó chỉ có một cái giới hạn nhất định thôi. Nó giống như là Bitcoin ấy anh chị em, nó giống như là Bitcoin ấy. Tức là nó cổ phiếu nó không có phát hành thêm. Không giống như các công ty khác, họ phát hành thêm thì họ sẽ pha loãng cái cổ phiếu. Tức là mỗi khi phát hành thêm ấy, ví dụ như là mình đang có 1 triệu cổ phiếu ở trên trên lưu hành trên thị trường. Bây giờ mình phát hành thêm 1 triệu nữa thì về cơ bản cái giá cổ phiếu thì đang là 100 đô thì nó sẽ còn xuống là gì ạ? Xuống còn một nửa, tức là số lượng cổ phiếu tăng lên gấp đôi thì giá trị sẽ giảm xuống một nửa, đúng không ạ? Thì giá trị cổ phiếu đang 100 đô xuống còn có gì ạ? Xuống còn 50 đô thôi. Tuy nhiên với cái gọi là cái giá trị cũng là cái phong cách đầu tư của Warren Buffett ấy, thì ông ấy không phát hành thêm cổ phiếu. Thì phát hành thêm cổ phiếu thì cái lợi ích của nó là gì ạ? Lợi ích của nó đấy là nó pha loãng. Khi mà nó pha loãng thì giá cổ phiếu nó giảm xuống. Giá cổ phiếu giảm xuống thì những nhà đầu tư mới ấy, họ cảm thấy nó dễ chịu hơn. Bây giờ họ bỏ ra 100 đô họ mua một cổ phiếu. Thế giờ mà họ bỏ ra 100 đô họ mua được 2 cổ phiếu thì họ cảm thấy là gì ạ? Cảm thấy là họ có lợi hơn. Cho nên khi mà mỗi lần pha loãng, mỗi lần phát hành thêm cổ phiếu thì lại sẽ có thêm một số nhà đầu tư mới tham gia vào và mua cái cổ phiếu của cái công ty mới phát hành thêm đó. Và mỗi lần phát hành thêm thì mình sẽ thu hồi về được rất là nhiều tiền. Bởi vì sao ạ? Mình có in cái giấy ra mình bán thôi mà. Đấy, in cái giấy ra bán thôi, đúng không ạ? Nhưng với cái phong cách của Warren ấy, ông ấy nói rằng nếu mà ai mua cổ phiếu của Warren Buffett và hy vọng rằng sẽ kiếm được một cái khoản đầu tư nhanh chóng thì đấy là một sai lầm và bạn không nên mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway chỉ để mà gì ạ? Để chỉ kiếm được một cái khoản nho nhỏ đấy. Mà tất cả những cái người mà họ mua họ sở hữu cổ phiếu của Berkshire Hathaway thì họ đều là những cái người đầu tư lâu dài, tức là gì ạ? Là công ty sẽ trả cổ tức ở dựa trên cái phần trăm của cái cổ phiếu. Ví dụ như này, mình bỏ ra hơn 400.000 đô, 400.000 đô nhé, để mua một cổ phiếu của Berkshire Hathaway thôi. Nhưng mà hàng năm thì công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông. Thì họ trả cổ tức trung bình có thể lên đến 20 cho đến 25%. Thì 20 25% của 400.000 đô là một con số rất lớn, đúng không ạ? Ví dụ như là 400.000 đô 20% đã lên là gì ạ? Đã lên là 80.000 đô rồi. Hoặc là 100.000 đô nếu mà 25%. Thì tương tự như việc mà chúng ta đầu tư vào một công ty nào đó hoặc là ký quỹ, chúng ta gửi ký quỹ với lợi nhuận thu về là khoảng 20% một năm. Thì tương tự như vậy là chúng ta gì ạ? Gửi vào trở thành cổ đông của công ty và lấy lợi nhuận. Bây giờ 400.000 đô chúng ta có thể mua được rất nhiều cổ phiếu khác và chúng ta cũng chờ và hy vọng rằng sẽ có được cái cổ tức là được khoảng trên 20%. Thì một cổ phiếu hay là 100.000 cổ phiếu thì nó cũng giống nhau thôi, nó không khác gì nhau hết, đúng không ạ? Đó. Thì đấy là cái giá trị của cổ phiếu của Berkshire Hathaway cực kỳ là đắt, gọi là cổ phiếu hạng A. Được chưa ạ? Đấy, ngoài ra thì còn rất nhiều những cái bài học khác nữa từ Warren Buffett. Tuy nhiên thì cái thời gian nó có hạn, cho nên là Huy xin phép dừng cái phần chia sẻ ở đây ngày hôm nay. Và cái phong cách đầu tư của Warren Buffett đó đầu tư vào giá trị, đó đầu tư vào công ty. Cho nên ở giai đoạn này, Huy biết có rất nhiều anh chị em cũng là người đầu tư vào chứng khoán, bất động sản. Khi mà thị trường lao dốc, thị trường tất cả các cái thị trường mà đi xuống, thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy chuyển hướng sang làm một cái công việc khác có giá trị hơn và hãy xây dựng cho mình cái giá trị từ bên trong, giá trị từ bản thân mình và giá trị doanh nghiệp của mình. Đầu tư thì chúng ta nên đầu tư dài hạn, không nên đầu tư chộp giật ngắn hạn, bởi vì hầu hết những người đầu tư ngắn hạn thì đều không thành công. Và những người đầu tư theo phong cách của Warren, hiện nay thì có rất nhiều người đầu tư theo phong cách của Warren rồi, thì họ đều có những cái kết quả rất là tốt. Đó. Đặc biệt trong giai đoạn mà suy thoái kinh tế như hiện nay. Hiện nay chúng ta đang rơi vào một cái tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu anh chị em nhé. Chứng khoán rồi là dầu rồi là vàng, tất cả mọi thứ thì đều đang bị suy thoái một cách kinh khủng luôn.
Và điều này chúng ta đã nhìn rõ rồi. Cái điều này Huy đã từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình từ đầu năm. Từ đầu năm nay Huy đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về cái gọi là tiên đoán về cái điều này. Và đến bây giờ thì nó đã được chứng minh là đúng đắn. Và cái phong cách của Huy cũng là đầu tư dài hạn, đầu tư lâu dài. Và Huy rất là yêu thích cũng như là rất là biết ơn ông Warren, cũng là một cái người gọi là idol, một thần tượng của Huy. Cho nên là Huy cũng đi theo những cái con người thành công, bởi vì cái tư duy của Huy rất đơn giản như này. Đó là chúng ta không thể biết được mình đang làm đúng hay sai. Chúng ta không thể biết được mình đang làm đúng hay sai. Và việc của chúng ta đó là làm theo những người họ đã chứng minh được cho cả thế giới biết họ đang đi đúng hướng. Và Warren đã chứng minh cho cả thế giới biết là ông ấy đi đúng hướng. Rất nhiều người nói rằng ông đầu tư thế thì làm sao mà giàu được. Trước đây có rất nhiều người nói như vậy. Bởi vì sao ạ? Đầu tư mà mua cổ phiếu mà lại không bán. Đấy, mua cổ phiếu xong thì chỉ chờ nhận cổ tức, xong lại lấy cổ tức đấy để đầu tư. Mà ông Warren này đặc biệt ấy, là ông ấy không sử dụng đòn bẩy tài chính. Ông không vay ngân hàng. Anh chị em tưởng tượng không vay ngân hàng để đầu tư. Ông chỉ đầu tư bằng cái cổ tức mà ông nhận được hàng năm thôi. Thế mới hay. Anh em thấy không ạ? Đó. Thì cái phong cách mình không biết là mình làm thế nào đúng. Ở ngoài kia thì rất nhiều người nói rằng là phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà gì ạ? Với phong cách của Warren là phong cách rất là gì ạ? Rất là chắc chắn, cẩn thận và đi lâu dài. Và đến bây giờ sau rất nhiều năm thì người ta đều thấy là gì ạ? Là ông ấy đang đúng. Và việc của chúng ta đấy là gì ạ? Follow theo những người thành công. Có mỗi thế thôi. Mình chẳng cần phải tranh cãi, chẳng cần phải tranh luận gì với nhau cả. Bây giờ đấy, mình cứ đi theo những người thành công. Rồi đến lúc nào đó thì sẽ đến lượt mình. Phải đúng không ạ? Ok nhé. Rồi, cảm ơn anh chị em vì đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Huy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.